Cái lô này 5 cây nha bạn, 5 cây này mình thấy cũng được được nè. 5 cây mang thủy nuôi bồ công, nuôi khỉ. Ra tờ dài luôn đó bạn. Mình đóng thùng xốp mình gửi cho các bạn. Năm cây 500k bao ship, cái này bự đẹp lắm rồi. Cái này mình thấy đánh giá là cái lô này, cái này đẹp nhất, nó tàn nhưng mà nó nhìn nó. Cái này cũng được, cái này nó lùn. Không có cốt. Có mấy cái cốt sẵn. 5 cây. Mấy cái này hoành trên 20 hết nha các bạn. Cái này cái cốt sẵn ráo luôn nè. Đó. 5 cây 500k bao ship luôn ạ. Trước mấy cây này mình đang bán lẻ lẻ, mình bán 150 200.000. Rơm lại. Đây một cái đơn. Mấy cái đơn còn sót lại mình bán, mấy cây còn sót lại mình bán luôn. Cây nhà mình vững lên nhau các bạn. Nó cũng mạnh cây lắm. Mấy cái tược nè. Mình bó bầu nè. Cái mình để vậy nè, như cái bó bầu gì mình để vậy mình tỉa tược. Để hôm nay được khoảng vài ba tháng á. Để trong bạn chịu khó để trong râm râm mát, râm râm đừng có mát quá, râm râm cũng được, để đây là nó vài ba tháng là bình thường. Về mấy bạn đem ra trồng luôn cũng được. Lú mầm dày dài, dài không đó. 5 cây 500k bao ship các bạn. Giá khá, cũng khá là rẻ. Thanh lý một số cây giờ đây tới Tết. Nuôi cầu công nha bạn. Nuôi mặt khỉ, lô này là nuôi mặt khỉ. Nuôi khỉ cầu công.